Chị có giờ chị thử tính cái tỷ lệ nam nữ trong cái phòng của chị. Chị thấy bây giờ thì đang nhiều nữ hơn. À, từ từ nhá, bây giờ vẫn đang là ít nữ hơn. Nhưng mà ví dụ quãng thời gian chị làm pháp chế thì chị thấy nữ nhiều hơn. Nữ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Nữ chiếm khoảng 60%. Tại sao mà các bạn nam ít theo chị? Các bạn nam ít thì chị nghĩ là do cái tính ổn định ấy, thì các bạn ý, pháp chế nó có tính ổn định cũng khá là cao. Và nếu mà bạn nào mà có các cái xu hướng mà bay nhảy hoặc mà có xu hướng về khởi nghiệp thì sẽ không phù hợp. Bởi vì pháp chế rất là thuần về việc là chuyên môn, nghiệp vụ. Thế thì ngược lại cái lúc mà chị nhận các CV ấy, thì số lượng nam nó cũng tỷ lệ như thế. Đúng không? Thật ra thì nhận CV thì là số lượng nam nữ là bằng nhau. Nhưng mà cái xu hướng của mình khi mà đến lúc mà matching công việc ấy thì là nữ nhiều hơn. Thì chị thấy nữ nhiều hơn.